Hello tất cả mọi người. Thì bây giờ tôi đã tới quán Duyên Bồ Đề, một trong những nhà hàng ăn chay lớn nhất tỉnh Quảng Bình. Nằm ở địa chỉ là số 50 đường Thanh Niên, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thì ở ngoài cảnh bên ngoài này thì họ trang trí những cái dù rất là đẹp, tuyệt, rất đẹp. Đấy. Hello. Hôm qua mình có một đặt một bàn cho hai người trước. Dạ, đặt lượng đón hai khách. Là có chả giò nè, rong biển nè. Wow, nhiều quá ha. Cơm chiên xá xíu nè. Tụi mình sẽ chọn ăn khoai lang kén, ăn rau củ sốt chanh dây. Hay có cơm ông phủ nữa nè, có cơm ông phủ. Chào phải người ông phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Salad rong nho. Đây là menu món sốt đậu hũ. Lẩu, wow, lẩu rẻ quá. Lẩu có 160.000 dành cho cỡ nhỏ và 270.000 dành cho cỡ lớn. Các bạn nào có người yêu thì dắt đi anh lẩu quê nương 320.000. Có món chả, món nướng, xôi, cháo. Có mì ý spaghetti nữa nè, có phở, mì xào giòn. Canh, ăn canh gì ta? Canh canh nước đắng, canh kim chi. Ăn canh rong biển đi cho mát nè. Đây, có cơm trắng và ăn với các món kèm theo. Và nước, có sữa gạo lứt nè, có sữa gạo lứt, sữa đậu xanh, sữa hạt sen. Có mojito nữa, nước ép, đây là các loại nước ép nè. Đây là mình sẽ uống nước ép. Và có cả sinh tố. Thì tụi mình đã lên được 3 món. Đây là đậu hũ kho nấm. Đây là món mình cực kỳ thích ăn. Thứ hai là rau tập tàn. Và thứ ba là cơm trắng. Ok. Còn thiếu một hai món gì nữa. Thôi đói quá rồi. Ok, bây giờ chúng ta thưởng thức thôi. Đẹp đấy. Thì chưa lâu lắm rồi mới có trai trẻ mời đi ăn nên cảm giác rất là phấn khích. Nói chung là trời nắng nóng mà đi vô phòng mát xong rồi ăn cơm chay nên là cảm thấy tâm hồn hơi bị thư thái. Chỉ mình rất nhẹ nhàng. Anh thôi em ơi. Mình sẽ ăn thử món đầu tiên là món nấm. Nấm kho đậu hũ. Có điều là đậu hũ đang ở đâu vậy? Đây, mình đã tìm ra được đậu hũ non. Này là đậu hũ non nè. Cùng với các loại thế loại nấm. Đây, ăn thử nha.
vừa miệng ăn, không ngọt quá mà cũng không mặn quá. Ok, cho giật máy lên. Bây giờ tôi sẽ thử món có súp lơ nè. Nó đây. Nó nè. Cơm đẹp hả? Cơm màu đẹp không? Cơm ơi. Thật. Cơm trắng tinh luôn. Ngon. Được ha. Và thiếu nước tương. Không. Bên đây không thể đâu nhỉ. Ai hay múc trong này được. Tôi ăn đáy. Bé ơi, em cho chị xà xin chén nước tương với ớt á. Phải nói là lâu lắm rồi mình mới đi ăn chay lại. Hồi xưa trong Sài Gòn, trong Sài Gòn là một tháng mình hay đi ăn chay 1-2 lần. Xong rồi lâu lắm rồi, cả năm trời nay mới đi ăn chay lại. Ok. Ngon hả? Ngon. Thử đây. Thôi ăn, ăn khoai tây đi. Nóng quá. Mới vừa chiên xong nên cảm giác nó đang còn nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn. Mở hơi dĩnh rồi thổi 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 nữa. Cái này là sake. Sake là cái gì? Trái sake á. À. Trái sake chiên á. Ngon. À là cái như cái mít á. Đúng không? Ừ, đúng rồi, chả như chả mít đó nhưng mà... Là cái nào, cái nào? Cái... đâu rồi? Nếu có một miếng hả? Đây, 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 đúng không? Đúng rồi, sake á. Okay. Em ăn thử đi. Em thích ăn sake lắm. Em cho ăn lúc nào đi. Ừ. Đây là một miếng sake này. Sake chiên giòn á. Nó giòn, dai dai, dai á. Bột chiên giòn. Đây là đậu bắp chiên này. Đây là đậu bắp chiên này, rất tốt cho dạ dày nè. Bữa nào gì của chị về, chị sẽ dắt gì của chị đi xuống đây ăn. Đây là cái gì? Cà rốt. Không phải, không phải. Không phải. Cái này là khoai tây. Thơm. Ăn thử thử. Không hỏi ra đây, chị này không phải khoai tây. Cà rốt. Thấy chưa? Ừ, ăn thử này thật ngon chấm. Thank you em. Dễ uống hả? Trên bà... bàn đẹp lắm. Bàn đẹp lắm. Ồ, hai người ăn mà hơi bị nhiều đấy. Trời ơi, say lòng kia mà. Ok, thế mới nói được, em đang nghe thấy đói đấy. Ok, ta phải thử. Lúc nào cũng cái mắt to hơn cái bụng ấy. Đây là một món khoai lang kén nè. Món khoai lang kén là một món mà dạo này đang rất là được ưa chuộng. Đúng rồi. Giống như sao mà chị đi nhà hàng hay đi mấy chỗ khác thì chị đều thích ăn khoai lang kén luôn á. Ngoài biển mà vẫn còn mấy món này mà. Ủa vậy hả? Ngoài biển bên này cũng có khoai lang kén hả? Wow, đây là bàn ăn của chị ở. Ok, sau một hồi ăn xong thì chúng tôi bắt đầu về nhà. Thì từng đấy món thì chỉ có 275.000 đồng thôi. Bốn món. Ok, tạm biệt quán Duyên Bồ Đề nhá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.